Trong chỗ làm thì tụi em sẽ đi giày cặp nè, hoặc là để ảnh lên điện thoại couple. Nhưng mà đến giờ dạy khách, dạy bạn đó là sẽ đổi ảnh lên một mình. Wow nghe. Trời ơi. Quậy cho em. Cái công việc của bạn á, có làm em thật sự gan đến mức mà em bị căng thẳng luôn không? Cũng có thời điểm em cũng bị căng thẳng. Vậy hả? Tại vì bình thường á là sau 10 giờ là tụi em sẽ dạy khách xong. Thì bạn sẽ nhắn tin quan tâm khách. Giống như là có những cái từ ngữ thì nó sẽ hơi thân mật một xíu với khách. Như là bé đẹp em tập về có mệt không, kiểu như vậy. Trời ơi, tiền đình nha. Tiền đình em hả? Người yêu của em mà nhắn bé đẹp một cái đi nha. Đẹp hơn em không? Bé đẹp về có mệt không mà. Trời ơi, tức nha anh. Tức quá em, nghe em tức quá. Tôi bên bà nha bà, thật sự luôn. Còn như anh hả, thí dụ như anh mà khách hàng của anh đi hỏi em tập về có mệt không, đúng không? Dạ. Chứ còn bé đẹp về tập gì có mệt không, khác à nha. Em chắc cũng anh hiểu ơi, vấn đề. Anh ơi, hai đứa mình là hiểu vấn đề ha. Anh ơi, hai đứa mình là giữ nhiệm vụ kết nối người ta đó anh Phúc. Không, thì bây giờ mình phá bung ra đi rồi mình kết lại. Nó mới gọi là tạo drama đó. Anh hứa với em. Lỡ mày không kết lại được thì sao anh? Anh hứa với em là anh kết lại được nha anh Phúc. Kết được, anh Phúc kết được rồi nha. Khúc này ở phía sau anh nha anh Phúc. Mình sẽ đối chất với cô gái này. Nhưng mà thiệt ra những cái lần mà bạn giận lên như vậy thì bạn trai bạn có cái cách nào để giải quyết cho bạn đừng có giận đúng không? Cái vấn đề nhắn tin á là em chỉ giận một xíu thôi. Còn tại vì em hiểu. Dạ. Còn những cái vấn đề sâu nữa giống như là trong chỗ làm thì tụi em sẽ đi giày cặp nè, hoặc là để ảnh lên điện thoại couple. Nhưng mà đến giờ dạy khách, dạy bạn đó là sẽ đổi ảnh lên một mình. Wow nghe. Trời ơi. Quậy cho em, anh Phúc quậy banh cho em. Khúc này là không cứu được. Cho em minh oan cho bản thân mình một chút. Mời em. Thật sự là em cũng không muốn đâu, nhưng mà cái tính chất công việc của em là nhiều khi mình là họ biết mình có người yêu á, cái họ khó chịu, họ không tập với mình nữa. Thì nhiều khi mình cũng phải che giấu một chút. Nhưng mà em tự biết bản thân mình là cái gì không được đi quá giới hạn. Cho nên là em muốn nhắn nhủ người yêu em là cứ yên tâm, anh sẽ không có vấn đề gì đâu. Cũng khó, cái nghề này khó vậy đó em. Phải không anh? Thiệt. Ví dụ như người ta biết mà có người yêu thì người ta không có bút mình. Ví dụ người ta hơi ngại đúng không? Em ơi, thông cảm với cưng. Mà chị tính quậy đó, nhưng mà chị nghĩ lại rồi. Nhiều khi cái tính chất công việc á, người ta thích tiếp xúc với những người độc thân, không phải để người ta lấy bạn trai em, mà là người ta thấy thoải mái hơn, không có bị ghen hay này nọ. Nhưng mà chị thoải mái hơn. Chị không có thoải mái em ơi, chị đang quậy mà cưng. Thì em cũng không thoải mái. Bạn không thoải mái em ơi. Rồi. Chị ơi, đừng đốt nhà đó chị ơi. Rồi, tức là cái câu chuyện đó nó xảy ra từ cái việc là tiếp xúc với lại người khác. Rồi. Là sẽ tạo ra một sự không thoải mái giữa hai người. Cái chuyện đó mình giải quyết được chưa em? Cũng có giải quyết nhưng mà nó giống như là cho qua vậy đó. Cho qua nó, nhưng mà nó vẫn còn lấn cứng. Vẫn còn lấn cứng. Còn không? Dạ, vẫn còn lấn cứng. Còn lấn cứng đó. Anh ơi, em thiếu kinh nghiệm quá cái khúc này. Thì còn lấn cứng nên mới có cái buổi hôm nay nè. Đợi tôi chút nha bè. Dạ. Tôi giải quyết với bà nha. Đợi chút nha. Rồi, câu chuyện của hai bạn thì biết luôn rồi, hiểu. Dạ, quá nhiều ý kiến. Bây giờ quý vị khán giả ơi, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nha. Chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với Chuyện Họ Chuyện Mình. Và câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện về anh chàng huấn luyện viên thể hình, mà làm thế nào để mà có thể có giữ được hạnh phúc gia đình và còn giữ được khách hàng của mình. Vấn đề bạn gái em ghen, đó là đúng thôi, không trách bạn được. Ủa? Là giải quyết chưa? Là thật sự giải quyết chưa? Đang rồi. Cái vấn đề giải quyết ở đây á, chính em là người giải quyết. Em làm như thế nào để cho người yêu tin tưởng, làm như thế nào để cho cô ấy thấy là chỉ là công việc, còn ngoài ra không có gì hết. Thì đó là do mình, cái cách mình thể hiện, hay là cái cách mình nhắn tin, hay là cái cách mình tiếp xúc với lại khách hàng nữ. Thì dĩ nhiên em là người trong cuộc thì em phải nhận ra được điều đó ha. Để cho người yêu của mình tin tưởng thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Nếu như mà thật sự trong đó nó không có một chút xíu gì hết trơn á, thì cũng không đến nỗi ghen đâu. Nên là nếu mình có thì mình thay đổi đi. Thay đổi cái cách tiếp xúc của mình với khách hàng lại. Thay đổi cái cách chăm sóc nói chuyện với lại khách hàng lại. Để tạo cho người yêu mình tin tưởng. Thì người yêu đã làm chung chỗ với mình mà. Cái việc mà làm chung chỗ với nhau nó đã gây khó khăn cho cả hai rồi. Chứ đừng nói mà chuyện là còn phải gặp tiếp xúc với lại người này người kia mỗi ngày nữa. Thì lời khuyên của anh là như vậy.
Còn chuyện còn lại thì tự xử đi. Nói chứ thôi bây giờ em binh cái bạn trai này chút xíu đi. Tại vì thật ra về tính chất công việc á, thì đôi khi nó cũng, nó không đơn giản là chỉ là cái sự thể hiện sự độc thân đâu. Nhưng mà bạn thật sự là bạn muốn có nhiều khách hàng để nó mang thu nhập tốt. Thì bản thân của Như á, khi mà Như là một khách hàng, thì nếu như mà Như biết bạn có người yêu rồi á, Như cũng sẽ cảm thấy rất là thú vị. Tại vì bạn sẽ giới thiệu là bạn gái của mình cũng là một người tập gym thật là giỏi, và tụi mình cũng đang yêu nhau đồ này nọ. Thì tự nhiên chị nhìn chị cảm thấy trời hay quá à, chị lại có thêm động lực. Chị lại cảm thấy ồ cô gái đó cũng hay ha. Tự nhiên chị nhìn qua em, chị cảm thấy em thật là bản lĩnh. Tại vì để cho người yêu của mình làm cái công việc tiếp xúc với rất nhiều người đẹp, nhưng mà em vẫn giữ được cái chàng trai mà rất là nhiều người yêu quý, thì đó là cái bản lĩnh của mình. Mình không thể nào ngăn người đàn ông tiếp xúc với người khác, mà mình phải giữ được cho mình để anh ta có tiếp xúc với bất kể ai, ảnh vẫn quay về với mình. Đó mới là bản lĩnh. Chứ mình không thể nào ngăn ảnh mỗi ngày: anh ơi anh đừng nói chuyện người này, anh ơi anh đừng tiếp xúc người kia, anh ơi anh phải để hình em, anh ơi anh phải mang giày giống em, người ta mới biết anh là của em. Xin lỗi em, ảnh đeo nhẫn cưới ảnh còn thay đổi được mà. Nên thành ra chị nghĩ trong cái trường hợp này á, mọi người vì nhau một chút, nhưng mà nếu như em thương bạn gái mình á, đừng bao giờ cho qua bất kể một vấn đề gì. Không có vấn đề gì là nhỏ hết. Có thể là đối với em là nhỏ, nhưng mà đối với cô ta là một cái vấn đề rất lớn, mà nó ảnh hưởng đến tâm lý của bạn gái mình á. Thì chị nghĩ là nếu như mà em chọn thương người ta rồi á, em thật sự em thương người ta, thì em đừng có để cho người ta suy nghĩ những điều đó, nó buồn lắm, tội nghiệp lắm. Chị biết mà. Thì giống như chị Như nói là cũng có người này người kia. Đúng rồi. Là thậm chí là có một số khách hàng là biết em có người yêu thì còn đòi là hai đứa bay tập trung cho tôi đó, luôn đi. Dễ thương không? Đó, bởi vậy em nó có hết á anh à. Có hết. Nói chung là nếu mà gặp những cái trường hợp mà như nãy giờ em kể, thì em sẽ nghe chị Như với anh Phúc là mình sẽ cố gắng tiết chế cái ngôn từ mình lại, đừng đúng có thân mật quá. Với lại thật ra bản thân chị là khách hàng của em, chị biết em có bạn gái mà em nhắn tin chị em kêu bé ơi bé à là chị nghỉ chơi em luôn. Là chị không thích điều đó. Đó là người đàng hoàng nha. Còn người không đàng hoàng là tấn công luôn à. Hay biết có người yêu tới luôn. Đó nên là mình cũng phải biết chừng mực cái khách hàng của mình là khách hàng như thế nào à. Để mình tiếp xúc và để mình làm việc với họ. Đúng rồi, đúng rồi, em có quyền chọn lựa mà. Em, chị nói em nè, mình có quyền chọn lựa nhiều lắm. Mình có quyền chọn lựa công việc, mình có quyền chọn lựa hạnh phúc. Nên mình có thể chọn lựa cái tệp khách hàng nào phù hợp với công việc của mình. Và với cái sự cố gắng của em và cái sự mà uy tín của em, chị nghĩ là em có quyền chọn lựa tất cả mọi thứ. Và hai vợ chồng mà cùng làm công việc đó mà bổ trợ cho nhau. Chị nói thiệt luôn, hồi lần đó chị đi tập, chị tập được 3 buổi. Tuy nhiên em ơi, chị bị tụt huyết áp nên chị không tập được. Nhưng mà chị nhìn cái cô gái đó là bạn gái của cái bạn PT của em. Cô đẹp lắm, cái dáng của đẹp, dụng không nhìn em thích, là hỏi ra mới biết là vợ. Thì người ta có chồng rồi mà dáng đẹp em nhìn em thích, hai vợ chồng cùng tập cho em nó dễ thương vô cùng luôn. Xây dựng hình ảnh đó em cũng được, rất là đáng yêu luôn. Thiệt, rồi nhiều khi ha, cặp đôi người ta kéo nhau người ta đi tập với hai vợ chồng em. Trời ơi, vẹn cả đôi đường em ơi. Vô luôn. Vừa vui vẻ, vừa hạnh phúc mà vừa có tiền nhiều rồi về nữa. Rồi, đúng không? Nhưng mà nhân đây em có muốn gửi lời gì đến cô bạn gái ngồi dưới với em không? À, thì em cũng nghe chị Như với anh Phúc chia sẻ đó. Thì cũng có trường hợp này trường hợp kia, chứ đâu phải là trường hợp nào nó cũng hỏi âm như nhau đâu. Cho nên là bản thân em đi, thì em sẽ tự biết tiết chế mình lại. Cũng mong em đừng có suy nghĩ nhiều nữa, yên tâm. Với lại bé ơi, yên tâm đi em, từ đây về sau không cần màn hình điện thoại, không cần giày cặp. Chương trình này phát là cả nước biết ảnh có vợ, có bạn gái rồi. Nên yên tâm cái phần này nghe cưng. Còn nếu như mà trong trường hợp mà cái phòng gym, tại vì phòng gym nào cũng có màn hình tivi hết, thì cái ngày mà em cảm thấy có vấn đề, em mở chương trình này cho chị. Em mở em cho chạy khắp cái phòng gym gì đó, em cho chạy cái chương trình này cho chị, thì tự nhiên mọi người sẽ biết. Hay không? Sao em liếc chị? Em thấy giống chuyên mục bóc phốt em quá à. Nói chơi chứ thật ra cái tính chất công việc mà nó sẽ có những cái điều mà làm cho mình cảm thấy là mình gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên mình phải biết trung hòa em ơi. Cuộc sống này nó là có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà không phải sự lựa chọn nào cũng công bằng hết á. Nên thành ra mình chỉ tìm cái sự mà tương đối nhất, vừa tốt công việc. Mà tại vì em đã chọn yêu người ta rồi. Yêu là em chọn, cho ai ép em không? Có ai ép không? Dạ không chị. Không ai ép. Chị tại sao em không chọn hạnh phúc? Em không sợ, không chọn bình an. Nên thành ra chị nghĩ là thôi, hai bạn sau cái chương trình này giống như anh Phúc nói vậy đó. Quan trọng là cái người đàn ông cho bạn
gái mình cái cảm giác an toàn tự nhiên. Cô gái em đi 3 ngày quay về bà cũng không ghen, đúng không anh? Không. Không. Ủa? Đi ngày thôi đã kiếm rồi, đừng có đi 3 ngày. Khi nãy giờ nói chuyện với anh Phúc với chị Như thì cảm xúc của em như thế nào? Thì em có bị ăn hiếp không? Cũng có hơi hơi. Không, nhưng mà em thấy như thế nào? Không, nhưng mà chị Như với anh Phúc cũng bình bình em chút nên là chắc tối nay về hai người bình yên. Gắn kết nha. Trao cho nhau những gì đẹp nhất nha. Dạ. Chớ gì nữa không, em thấy mà chấp nhận lên chương trình với nhau là một cái sự gắn kết tuyệt vời rồi. Ok. Và như mong là hai bạn sẽ luôn hạnh phúc cùng phát triển sự nghiệp. Rồi, để chúc mừng cho bạn, chị Như sẽ có một cái bong bóng rất là dễ thương tặng cho em. Đây, tặng cho em. Anh Phúc nói đi. Đây là chiếc bong bóng giúp em phá vỡ những cái tâm lý bất ổn và là những cái câu chuyện nào mà em cảm thấy gọi là còn ấm ức ở trong lòng. Hôm nay được giải quyết rồi, chúng ta sẽ cho nổ một cái bung để giải tỏa hết. Không phải cho em cái bóng nào nó màu nó mạnh mẽ hơn xíu được không? Rồi, cái bong bóng này nó hơi bị nữ tính với em đúng không? Đây, màu xanh cho em. Wow, có sẵn rồi chị. Có sẵn chứ. Và mời bạn gái em bước lên sân khấu cùng với bạn trai của mình nha. Wow. Hôm nay là một trường hợp ngoại lệ anh à. Đúng như vậy, cho hai cái bong bóng cùng một lúc luôn rồi. Hai bạn nổ một cái bung hết. Này, giải tỏa từ cái từ tâm lý, từ những cái khúc mắc, những cái mà ấm ức trong lòng hai bạn. Hôm nay hai bạn cũng được chia sẻ rồi. Hy vọng là sau cái buổi này hai bạn sẽ hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn, chia sẻ với nhau hơn. Rồi mình cố gắng gầy dựng cho nhau nhiều hơn để mang lại một cái sự tin tưởng nhau trong tình yêu ha. Chúc cho hai bạn sẽ luôn vui và hạnh phúc trong công việc của mình. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn. Xin mời hai bạn. 3, 2, 1. Wow, mình ôm nhau cái giao lưu được không ạ? Dễ thương quá à. Và thật sự Như rất là mong cho hai bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc, hiểu về công việc của nhau, tin tưởng nhau để mà có thể đồng hành với nhau nhiều ngày tháng hơn nữa. Dạ, cảm ơn anh Hùng Phúc và chị Khả Như đã chia sẻ để cho gia đình được ấm êm hơn. Còn em thấy như nào? Dạ, em cảm ơn hai anh chị đã gỡ được cái sự lính cứng trong cái lòng mối nối trong lòng của mình rối bời đúng không em? Dạ. Và hy vọng là thật sự là hy vọng là hai bạn sẽ cùng ngồi với nhau, quan trọng là nói chuyện với nhau và tạo cho nhau được niềm tin. Chị rất là mong. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.